game today. Hello anh em, mình là Tuấn Cơm. Nhân một cái ngày mà tôi buồn mà không biết vì sao tôi vui, thì mình xin chia sẻ với anh em một thứ mà rất nhiều anh em quan tâm. Đấy chính là cái đội hình mà mình chơi trong cái quá trình mình leo rank queen. Đó chính là việc show cái history của mình ra cho anh em xem. Rồi, để xem có những cái đội hình nào nào. Có đội hình sát thủ này, cộng kết hợp với The Rui, một trong những cái đội hình rất được tin dùng. Ở đây thì mình có lên được level 10, mình có kết hợp thêm cái bộ Undead vào nữa, rất là khỏe. Các cái đội hình tiếp theo, ví dụ như là đội hình sát thủ kết hợp Goblin, Warlock, Undead, lục kỵ kết hợp với cả Tam Long, tứ kỵ kết hợp với cả tứ Băng Xuyên, bốn Warlock kết hợp với cả hai Wick, đội hình tam chiến xạ vũ cự ma. Ở đây có một cái trận top 8 thì mình vừa mới vào trận thì mình phải bế con. Đội hình tiếp theo là đội hình tam sát pháp long, sau đó là đến đội hình Glacier, 4 Glacier, 4 Light. Đội hình Hunter kết hợp với cả một vài thứ, nói chung là mix linh tinh. Đội hình lại là đội hình Light kết hợp với cả Hunter. Nói tóm lại là mix linh tinh. Rồi, đến đây thì chắc các bạn cũng biết cái video clip này chỉ là để khoe thành tích, để cho các bạn biết là Tuấn Cơm vẫn là một cái gì đó nó rất đẳng cấp và pro khi tắt stream và leo rank. He he he. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào cái buổi livestream lần sau. Game today.